Vâng, xin uh, chào tất cả các bạn. Hôm nay uh, dân đẹp sẽ chia sẻ với các bạn cách khắc phục uh, không kết nối được wifi. Thì có một cái video trước mình đã chia sẻ vào cái um, với cái máy đeo ấy. ở bên 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 cái giường bên uh, tay phải này có cái lẫy gạt wifi nhé. Thì nhiều khi các bạn bị gạt nó ập xuống thì mình không bắt được. Đó. Còn ví dụ như trong cái máy này này thì cũng có nhiều bạn hỏi bảo em không có cái lẫy thì có một số máy nó sẽ có cái nút wifi này, nút biểu tượng wifi đây này, đây này, đấy thì các bạn thông nó có thể trên bàn phím hoặc là trên ở cái các cái vị trí như thế này Đấy, nhưng mà vô tình mà mình mình ấn và nó ập đi nó ập đi là thì thì máy mình cũng sẽ không bắt được wifi fi thì mình mình ấn lại ấn lại này thì có thể là nó sẽ là cái nút như này hoặc là các bạn phải ấn cái tổ phím là fn fn với cái phím đó, Đấy, thì nó nói chung là tùy từng mốt máy tùy từng đời máy mà nó nó khác nhau nhưng mà thông thường thì sẽ có một cái mà nó 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 để để chặn mình mình bỏ ập đi đi để ví dụ như trong cái trường hợp mà nó hiển sang cái mốt máy bay ví dụ chúng ta đi trên máy bay hay cái gì đó đi trên máy bay thì mình chuyển sang cái mốt máy bay chẳng hạn đấy thì các bạn lưu ý là nó có cái nút biểu tượng wifi như thế này hoặc có cái nút ở trên trên cái g này nhé đấy. hoặc là cái gãy lạt như gãy cái, cái lẫy gạt bên phải bên trái này Đấy, hoặc bên dưới này giống như cái video trước mình chia sẻ Đấy. thì cái video này mình uh, xin dừng lại tại đây cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo